Trong 9 tháng đầu năm, các mục tiêu nhiệm vụ đề ra dự ước đạt khá cao như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại 3, duy trì và nâng cao tiêu chí 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được đẩy mạnh, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết nạp 200 đảng viên mới đạt gần 74% chỉ tiêu của năm. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Phổ Yên nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm tương đối nặng nề, khối lượng công việc lớn, một số chỉ tiêu còn chưa cao, do đó yêu cầu các cấp ngành phải tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao ở các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2024.